Tí anh nhờ anh bài cách nộp PE chứ em chưa biết nộp. Cái nộp PE thì hình như là nó có nghĩa là nó có một cái khi mà em mở đề đúng không thì nó sẽ có một phần nộp. Sau bạn các em sẽ kéo từng cái link của câu Q1, Q2, Q3, Q4 vào là được thôi. Không, ý xong rồi ông phải mình phải tạo một cái tệp Q1 này, xong rồi tạo một cái hàm run ở trong cái Q1 này, xong SLC này. Đây nha, anh bảo này, các bạn xem này, để nộp bài này. Đầu tiên đấy các bạn sẽ vào trong code của mình. Code của mình trong phần given này đúng không? Được chưa? Thì trong cái phần này thì các bạn sẽ click vào trong phần là clean build ở đây này. Còn code này thì các bạn sẽ click vào trong phần clean build. Được không? Có nghĩa là khi các bạn chạy xong ngon lành bình thường rồi, các bạn sẽ click vào phần clean build. Khoan, anh ơi, có nghĩa là cái phần này là có nghĩa là sau khi mình làm xong hết rồi đúng không? Đúng rồi. Mình ok rồi. Đấy, xong rồi thì nếu mà các bạn clean build xong thì anh nhớ là nó sẽ tạo cho các bạn một file disk như thế này này, là cái rồi trong file disk này nó có Q1.gian là đường này. Rồi ok. Đấy, xong rồi các bạn lại quay trở về câu như này, câu Q1 như này đúng không? Xong các bạn copy đường dẫn này. Các bạn copy đường dẫn xong các bạn ném vào trong cái đường dẫn nộp là được. Sao ông ấy bảo em là em phải tự tạo một cái tệp Q1 này, xong rồi trong cái tệp Q1 đấy em phải tạo hàm run, tạo SRC này. Xong rồi copy copy cái ra đấy vào cái hàm vào cái tệp run, xong rồi copy cái gì vào nữa vào cái hàm SRC. Nói chung ấy, anh bảo như này này, cái bước quan trọng nhất của các bạn ấy, là các bạn phải clean and build để tạo ra được cái file này là được. Và làm sao mà các bạn cứ nộp cái folder các bạn mà chưa code các bạn là được. Cái này là người chấm đúng không anh? Máy chấm. Cái này là máy chấm em ơi, máy chấm. Thế nên là ông phải làm đúng cái output của nó. Miễn sao và các em có cái file Q1.ra hay là file disk này cho anh là được, được không? Bây giờ nhá, anh bảo này xóa này. Anh xóa file disk này xong rồi các bạn sẽ vào lại cái project. Bây giờ anh clear and build lại này. Đấy, thì bây giờ các bạn để ý lại cho anh là bây giờ nó có thêm file disk chưa? Để lại xem nào. Được. Đâu nhỉ? Để anh xem là bây giờ file disk nằm ở đâu nào. Clean and build hay là cái gì các bạn nhỉ? Clean and build anh. Đây này, clean and build anh. Hôm trước thầy cũng bảo làm clean and build mà. Tại sao nó không ra file disk nhỉ? Anh chưa rõ tại sao nó chưa ra file disk đây. Ok, anh chạy thử xem như thế nào đã. Tại phần mềm thi này. Rồi, bây giờ clean and build lại nào. Chưa có. Ở đâu ấy? Anh chưa rõ nhưng mà anh nhớ clean and build tại làm sao chưa cho ra cái file disk kia là ngon. Thôi rồi bây giờ cái này tính sau đi, bây giờ các bạn học đã. Để con học đã đi, không hết giờ mất rồi. Đây thì các bạn mở cho anh câu Q3, Q4 nhá, không phải câu Q1, Q2 đâu, câu Q2 nó khá là dễ. Bây giờ các bạn mở lên cho anh luôn câu Q3, Q4 được không? Đây câu mày đấy, à đây là câu 1 không phải, câu 1 không phải. Câu Q3, Q4 đi các bạn. Nhớ nhá, hiện tại là còn rất là nhiều video giải đề. Đấy. Nên là đừng lười nhá, cố gắng xem hết thì các bạn sẽ làm cái đề nó ngon lành thôi. Cứ có video nào mà có tiêu đề là giải đề các bạn vào các bạn xem nhá. Mai thi đúng không? Vâng, mai thi slot 1 luôn này. Đấy. Ok này, bây giờ các bạn để ý cho anh đề bài là gì? Thì ở đây các bạn lưu ý cho anh nhá. Bạn để lưu ý cho anh là cái ở đây câu Q3 ấy, câu Q3 của mình ấy nó chỉ cho cái iPrinter và main thôi, còn cái myPrinter và cái printer này là không có. Ở đây anh tạo sẵn rồi được không? Ở đây anh tạo sẵn rồi chứ bình thường là nó không có đâu, các bạn phải chuột phải vào đây các bạn new cho anh class này là gì ạ? Là printer thì nó mới có. Được không? Đấy. Nhờ bước này khá là dễ thôi, các bạn. Đúng không? Các bạn tạo cho anh một cái class có tên là printer và có hiệu tính này. Double bright này, name string này, string name này, nó khá là dễ, chả có gì cả. Đấy, string name thôi. Được không? Xong rồi ở đây nó yêu cầu các bạn sẽ có constructor này, rồi có cái constructor này thì là các bạn nhớ nhá, constructor này là gì ạ? là name ở đây nhá. Nếu về cái constructor này là thứ tự được không, cái constructor là cái nó hay lừa nhất nên các bạn phải để ý cho anh là cái nào đúng trước đấy. Ở đây này, nếu mà giả sử bây giờ anh để các bạn như này nhá, nếu mà anh để là anh khai báo là double price xong rồi đấy string name, các bạn xem cho anh nhá, để lại để cho anh này double price đúng không, xong rồi các bạn sẽ đến cái gì ạ, các bạn sẽ tới là string name. Thì khi các bạn tạo constructor full số này thì các bạn biết nó sẽ tạo cái gì đầu tiên không? Nó sẽ tạo ra price đầu tiên đúng không, vì là price mình viết trước name viết sau nên là ở đây nó sẽ viết price trước và name nó sẽ viết sau. Thì như vậy là nó sai thứ tự rồi nên là các bạn phải lưu cho anh, đặc biệt lưu cho anh là xem là cái thứ tự truyền vào của constructor này đúng hay chưa, vì đề bài nó cực kỳ hay lừa vấn đề này được không, đề bài nó rất là hay lừa vấn đề này nên là phải chú ý cho anh nhá. Đấy, đừng để mất điểm ở chỗ constructor này được không. Thì ở đây là như anh bảo là gì ạ, cái gì phải đứng trước, đề bài nó yêu cầu cái gì đứng trước các bạn, name đứng trước và price đứng sau đấy, thấy chưa, string name này double price đấy, như vậy là xong rồi được không. Hoặc là các bạn sẽ khi mà các bạn khai báo ấy, các bạn khai báo cái name đứng trước thì như vậy là khi các bạn tạo constructor thì như vậy cái name nó cũng tạo ở trước nhá. Nhớ cho anh nhé là cái chỗ này nó không tạo sẵn cho mình đâu, đây là anh tạo rồi. Rồi ok, anh xếp lại này. Bây giờ tiếp tục này là các bạn đề bài yêu cầu các bạn này. Bây giờ ấy làm cái interface là iPrinter nó đã cho sẵn rồi. Ở đây nó cho sẵn cho mình cái iPrinter interface này rồi. Và bây giờ việc của mình là gì các bạn? Việc của mình là code, việc của mình là tạo ra một cái class là myPrinter và sẽ được implement từ cái interface là iPrinter được không? Đấy thì bây giờ các bạn cũng chuột phải, các bạn new cho anh một cái class là myPrinter. Thì khi các bạn new xong ấy, các bạn new xong thì nó chỉ như thế này thôi. Được các bạn tạo ra class myPrinter xong thì nó chỉ như thế này thôi. Và bây giờ để lấy được hàm thì mình phải làm gì? Để lấy được hàm thì mình phải làm gì các bạn? Viết implement. Đúng rồi, implement cái interface là iPrinter để mình lấy hàm ra đúng không? Để mình code. Đấy thì bây giờ mình sẽ click vào trong phần dấu đỏ này. Các bạn sẽ ấn vào phần là implement object method. Đó thì như vậy là ok, anh mình đã xong được cái bước là bước gọi hàm ra rồi. Bây giờ việc của mình là thực hiện xong được hàm F1 và hàm F2 thôi được không? Ok chưa? Rồi ok anh ơi. Ok nhé, bây giờ bạn để ý xem là câu 1 của mình yêu cầu, câu F1 yêu cầu gì này. Câu F1 yêu cầu là remove from the list printer A tất cả những cái printer mà có cái giá bé hơn hoặc bằng cái given price. Đấy, đọc đề cho anh nào. Xóa ở cái list này, cái list A các bạn này, cái A này là cái gì các bạn? Cái A này là cái list printer của mình, được không? Cái A là cái danh sách printer của mình. Thì mình sẽ xóa tất cả những cái printer mà có cái gì các bạn? Có cái giá bé hơn hoặc bằng cái given price. Thì anh hỏi là given price là cái gì nào? Cái given price ở đây là cái gì? Chắc là cái số nó cho trước hả anh? Cái price nó cho trước hả? Không, là cái nào? Là cái double price kia. Chính xác là cái double price này. Đấy, cứ có given thì kiểu gì ở bên đây nó cũng cho mình một cái biến gì đấy, được không? Thì cái double price này chính là cái given price đấy. Đấy thì bây giờ việc của mình là gì các bạn? Mình cũng duyệt từ đầu đến cuối cái list của mình đúng không? Nếu mà tìm thấy thằng gì các bạn? Nếu mà tìm thấy thằng printer nào có cái giá bé hơn cái price này thì mình sẽ xóa nó đi. Đấy. Thì bây giờ việc của anh là gì các bạn? Anh duyệt từ đầu đến cuối, nhưng mà ở đây các bạn lưu cho anh nhá. Khi mà các bạn xóa một phần tử nào đấy thì các bạn sẽ dùng bằng for i cho anh, chứ mình không dùng for object nhá. Khi mà xóa thì phải dùng bằng for i được không? Mình duyệt từ đầu đến cuối i bằng 0, i bé hơn a chấm gì ạ? A chấm gì các bạn? A chấm size. Đúng không? I cộng cộng. Tại vì sao lại a chấm size? Vì là a trên cái list của mình thì là a chấm size. Đấy, duyệt từ đầu đến cuối cái list này. Thì bây giờ if như thế nào nào? Bạn nào if cho anh xem nào. Mình là if a chấm get get y chứ là như get y, get y anh đúng rồi, get y rồi chấm get gì các bạn? Price, get price. Chính xác, chính xác, đúng rồi, get price. Mà nó làm sao để bài yêu cầu nó làm sao các bạn? Để thuộc bằng cái price cho thì mình sẽ làm gì? Thì mình sẽ remove. Đúng rồi, thì là list a.remove đúng không? A.remove. Remove i. Đấy, như vậy là mình đã xóa được. Nhưng mà liệu rằng như này đã ổn hay chưa? Chưa. Liệu rằng remove như thế này đã xong hay chưa? Nó có bị lỗi gì xảy ra hay không? Nó bị lỗi gì anh? Thì bây giờ các bạn lưu cho anh như thế này nhá. Bây giờ giả sử cái list của anh này có một thằng là thằng B1 này, thằng printer B1 này, rồi B2 này, rồi B3 này, rồi B4 này, rồi B5 này, được không? Thì bây giờ là gì các bạn? Bây giờ là anh Duyệt, giả sử anh tìm tới thằng B2, anh tìm thằng B2 mà có giá bé hơn nó bằng thằng price này thì anh xóa thằng B2 đúng không? Rồi. Anh xóa đi nhá, thì là bây giờ cái list của mình sau khi anh xóa thì nó sẽ như nào các bạn? B1, B3 đúng không? Rồi B4, rồi B5. Nhưng mà đây các bạn ý này, anh xóa xong thì cái list của mình nó bị đẩy dồn về đúng không? Nhưng mà thằng Y, nếu mà anh Duyệt, đến thằng P2 thì thằng Y bây giờ của mình là bao nhiêu các bạn? Y lên 1 rồi đúng không? Có phải là anh Duyệt tới thằng B2 mà và anh kiểm tra thằng P2 là có giá bé hơn nó bằng cái price này thì như vậy là Y nó lên 1 rồi. Thế bây giờ tiếp tục Y lại cộng cộng thì nó lại lên mấy? Y lại cộng cộng lên mấy? Lên 2. Lên 2 đúng không? Lên 2, thế thằng B3 này nó bị đẩy về rồi, có phải là mình vừa check thiếu mất thằng B3 không? Đúng. Đúng không? Mà nó sẽ kiểm tra thằng B4, như vậy thằng B3 sau khi mà xóa thằng B2 rồi, thằng B3 đã bị đẩy về nhưng mà thằng Y nó vẫn tăng lên thì như vậy là nó sẽ bị bỏ sót mất thằng này. Đúng không nào? Có phải nó bị bỏ sót không? Đúng. Một thằng đằng sau bị đẩy về nhưng mà Y nó vẫn cứ tăng lên. Y tăng lên mấy? Y tăng lên 2 thì như vậy nó bị bỏ sót. Thì bây giờ làm sao để không bỏ sót hả các bạn? Y trừ. Đúng rồi, chính xác. Là khi mình remove xong ấy thì mình sẽ cho Y trừ. Thì chính vì thế khi mà Y trừ xong ấy thì là Y nó lại quay về, Y nó không phải là 2 nữa rồi mà Y nó sẽ quay về 1. Đấy thì như vậy là mình lại duyệt lại thằng P3 thì như vậy nó sẽ không bị sót thằng nào cả. Được chưa? Rồi. Ok chưa hả cả hai bạn? Ok anh ơi, thực ra thì bây giờ vẫn đang hiểu đấy nhưng mà đi không biết áp dụng được không hay thôi. Đúng rồi, chính xác là các em phải làm bài tập nó đủ nhiều, có nghĩa là làm bài tập này xong rồi bài tập kia nó lại lồng lại thì bạn mới nhớ được, chứ bây giờ các bạn làm một lần duy nhất thì khó lắm. Ok, đấy thì như vậy là anh đã xong được cái câu này rồi, câu này nó khá là dễ thôi. Được không? Khá là dễ thôi. Câu này không phải câu khó đâu các bạn nhé, câu này không phải là câu khó. Đấy, ok, như vậy là mình xong được câu F1 rồi. Tiếp tục này, câu F2 này các bạn, câu F2 này. Câu F2 của mình ấy, đếm và trả về số lượng của printer đúng không? Đếm và trả về số lượng printer. Mà cái gì các bạn? Ở trong cái list A này mà cái name, content given name. Đấy, content given name và the comparison must be ignored during comparison. Đấy, thì bạn nào dịch được cho anh cái đề này? Thì cái đề này là mình là count and return number of printer which are in the, thì mình đếm và trả lại number of print which are in the list A have the name contain given number the compare. Thì bây giờ mình có một cái given number xong rồi mình phải để given name xong rồi bây giờ mình phải nếu mà cái given trong mấy cái trong list đấy của mình mà có thằng nào mà có cái given name đấy thì mình sẽ cộng và cộng dồn và return về number. Bây giờ cái bài này của mình là nói chung là nó hỏi để mình ôn lại cái câu lệnh gì nào? To uppercase. Không phải, sao lại to uppercase ở đây? Đúng rồi đi không phải câu lệnh còn tên các bạn ạ, câu lệnh còn tên. Đề bài ý nghĩa là gì các bạn? Nó bảo là đếm và trả về số lượng cái printer đúng không, mà có gì các bạn, mà có cái name ấy, chứa cái name này. Có bây giờ giả sử nhá, anh giả sử anh ví dụ như này này, bây giờ cái name này, cái given name nhập vào là HP thì như vậy các bạn đếm ở đây có mấy từ mà chứa cái HP này, mấy cái name có chứa HP? Một cái, hai cái đúng không? Thế bây giờ giả sử nhá, thế anh nhập chữ 2 vào thì là có mấy cái? Chữ 2 vào thì có 3 cái. Đúng rồi, chính xác. Đấy, nhưng mà liệu rằng đề bài nó có dễ như vậy hay không thì bây giờ anh em mình cứ xử lý trước đã nhá. Bây giờ anh em mình xử lý đã. Thì cái này nó khá là đơn giản thôi, bây giờ mình có một cái biến cao này. Đấy, có nghĩa là mình đếm xem là trong cái list printer của mình ấy thì có bao nhiêu thằng printer có cái tên bằng với cái given name này, chứa given name này, được không? Và đề bài yêu cầu là gì ạ? The comparison must ignore k. Ignore k nghĩa là so sánh không phân biệt hoa thường, được không? So sánh không phân biệt hoa thường, các bạn lưu cho anh nhá. Thế thì bây giờ này là bình thường là các bạn sẽ duyệt từ đầu đến cuối cái gì các bạn nhỉ? Duyệt từ đầu đến cuối cái cái list A này đúng không? Và mình mới if gì ạ? Nếu mà o chấm chấm con tên, o chấm get gì các bạn? Bây giờ anh viết như thế nào nào? Chà, khó nhỉ? Cái này thì đầu tiên nếu mà tên thì chắc là get name này. Chấm gì nào? Đến đây em chịu. Để em đang xem để là kiểm tra xem cái tên đấy nó có chứa cái given name hay không, thì given chứa thì là cái gì, hàm gì nào? Còn tên. Đúng rồi, hàm còn tên thôi, các em tối qua vừa học xong nào. Còn tên cái gì? Còn tên cái name đúng không? Thì mình sẽ làm gì? Cho cao làm gì các em? Cộng cộng đúng không? Vâng. Anh nhắc tí, anh nhắc lại với hàng còn tên này được không? Còn tên là hàm chứa đấy em. Giả sử em là Nguyễn Minh Hoàng đúng không? Thì anh nhập chữ Hoàng vào thì như vậy là tên em chứa chữ Hoàng là ok, là đúng. Hoặc là anh nhập chữ MI đi, anh nhập chữ Mi đi, thì có đúng hay không? Đúng. Đúng, chắc chắn là đúng, hàm còn tên là hàm chứa mà. Giả sử bây giờ cái chuỗi này nó chứa cái từ này là được. Được không? Cái chuỗi này nó chứa từ này được. Giả sử Việt Nam này, bọn em nhập chữ VI vào thì là cũng ok, vì là chữ Việt thì trong chữ Việt nó chứa chữ VI đúng không? Hay là chữ Nam các bạn, Việt Nam các bạn gói chữ NA thì nó cũng chả về chu, vì sao ạ? Vì Việt Nam nó cũng chứa chữ NA mà. Đấy, và cuối cùng các bạn xem gì? Các bạn sẽ return về gì ạ? Return về cao là xong. Đúng không? Return về cao là xong. Đấy thì bây giờ các bạn xếp lại, bạn chạy thử đi. Chạy thử đi, về liệu rằng xem là cái logic của mình như thế này đã đủ chưa? Đã đủ và đúng chưa? Các bạn chạy cho anh và các bạn chọn F2 cho anh. Không add thằng nào hết. Anh chọn là gì các bạn? Anh chọn là F2 đúng không? À nhầm, anh chỉ chọn là 2 thôi, không phải là F2. Bây giờ anh gõ chữ HP. Thì nếu mà anh ghi HP hoa thì là có không? Ghi HP hoa như vậy, các bạn thấy là gì? Trong cái gì ạ? Trong cái này của mình nó có 2 chữ HP hoa thì là ok, đúng rồi. Đấy, nhưng mà tiếp tục này. Bây giờ này, giả sử anh ghi HP thường liệu có được hay không các bạn nhé? HP thường này. Thì như vậy nó đếm ra không là sai rồi. Đề bài yêu cầu cái gì các bạn? XNOK. Đúng rồi, đề bài yêu cầu là compare XNOK, có nghĩa là so sánh không phân biệt hoa thường. Đúng không? So sánh không phân biệt hoa thường. Thì bây giờ đơn giản là các bạn thay vì dùng hàm con tên ấy mà như thế này, các bạn sẽ dùng cái gì? Đấy, các bạn suy nghĩ xem là bây giờ là con tên như thế này đã đủ hay chưa? Thì cái này nếu mà hoa thượng, nên nếu mà mình viết là chữ thường ấy thì mình chỉ việc uppercase nó lên thôi. Uppercase lên đúng không? Thế bây giờ anh lại giả sử nhá, Thế bây giờ anh add thêm một thằng nữa. Thằng này anh đề là HP, anh đề có tên nó là HP 2000 đi. Đấy, giá này thì không quan trọng, được không? Và bây giờ anh nhập là HK2 và bây giờ anh nhập là HP thường đi. Đấy, thì bây giờ các bạn thấy là nếu mà anh ghi HP thường này thì liệu rằng nó đếm đủ không? Không. Đúng không? Ý tưởng của Hoàng là bây giờ anh cho chữ HP này viết hoa đúng không Hoàng? Đúng. Nhưng mà nếu mà ở đây anh add thêm một thằng viết thường như này thì liệu rằng là cái solution của em đưa ra đã đủ hay chưa? Chưa. Nào, sắp tới đích rồi. Hoàng bảo là viết hoa là đúng rồi, nhưng mà viết hoa thằng này thì viết hoa thêm thằng nào nữa? Thêm thì mình thằng nhập vào nữa. Thằng nhập vào là viết hoa rồi. Không, ý em là cái thằng mà anh ấn lúc anh ấn cũng chưa đủ, em ơi, cũng chưa đủ. Thế bây giờ giả sử nhá, các bạn cho anh ở đây anh gõ chữ gì ạ? Ở đây các bạn thấy là gì? Chữ Canon này, bây giờ anh gõ chữ on đi. Bây giờ anh bảo các bạn nhá. Bây giờ là anh không add thằng nào cả đúng không? Anh không add thằng nào hết. Bây giờ anh ấn là take function của mình là 2 và bây giờ anh ấn là cái gì ạ? Là on đi. Anh on hoa đi. Đấy. On hoa đi thì như vậy nó đếm là sai không? Nhưng mà thực chất là nó phải đếm ra được gì ạ? Nó phải đếm ra được một cái. như này cơ. Đó thì Hoàng bảo là bây giờ viết hoa, nhưng mà bây giờ đấy nó hoa rồi đúng không, nó hoa rồi nhưng mà nó vẫn không được. Vì sao ạ? Vì on thường trong đây, on trong đây nó lại viết thường. Nào suy nghĩ nào, sắp tới đích rồi, 90% rồi, bây giờ còn 10% nữa thôi. Hay là anh ơi, em nghĩ là bây giờ mình gọi tất cả cái tên ra viết hoa hết, sau rồi là cái tên khi mình dùng bằng for mình cũng cho viết hoa hết, có nghĩa là mình quy cả hai thứ về một quy chuẩn này. Đúng rồi, chính xác. Hoàng là đúng rồi nhá, Minh Hoàng là đúng rồi nhá. Đơn giản là gì ạ? Tất cả cho viết hoa là xong luôn, đúng không? Đây này, anh cho trong đây viết hoa hết, tất cả mọi thứ đều viết hoa hết, nhập vào viết hoa, trong list viết hoa. Như vậy là mình đã xử lý vấn đề này. Đấy thì là cái dạng này là dạng cực kỳ hay ra nhá bạn nhá, dạng này là dạng cực kỳ hay ra. Đấy. Ok rồi, thì bây giờ rất đơn giản thôi. Thì ở đây nhá, các bạn làm gì ạ? Chấm get name, nhưng mà các bạn chấm thêm cái gì nữa? Chấm tu cái gì nữa các bạn? Tu uppercase nữa đúng không? Cái name này các bạn cũng cho làm gì các bạn nhỉ? Cũng làm gì nhỉ? Cái name này cũng làm gì các bạn? Uppercase. Đúng rồi. Đấy, như vậy là hiện tại là gì ạ? Mình uppercase hết rồi đúng không? Uppercase hết rồi thì như vậy là ok rồi. Thích nhập cái gì cũng được, nhập thoải mái. Một, tu uppercase. Hai là gì các bạn? Tu lowercase cũng chẳng vấn đề gì cả. Được không? Nhá, nhớ cho anh nhá. Được chưa? Ok chưa? Ok bài này chưa? Ok rồi. Ok thì chuyển sang câu quý 4 nhá. Đấy, một là uppercase, hai là lowercase. Về hoa hoặc về thường hết là được. Được không nhỉ? Đi thi bằng như này 10 điểm. Chuyển sang câu 4 nào. Anh làm bài tập nó chưa đủ nhiều thôi mọi em ạ. Open tiếp cho anh câu quý 4. Còn thật ra là mình thừa sức mình đạt được điểm 10 luôn, anh đảm bảo các bạn luôn. Mình thừa khả năng mình đạt được điểm 10, nhưng mà các bạn phải luyện tập đủ nhiều cơ thì mới đạt được điểm 10. Nếu mà đi thi toàn đề như này thì điểm 10 chắc chắn không khó, nhưng mà tại học ít quá. Chả chưa ấy là gì. Đấy. Các bạn mở tiếp cho anh đề đi. Rồi anh ơi. Ok, câu Q4 các bạn nhá. Thì câu Q4 này ấy, nào câu Q4 nào. Câu Q4 của mình ấy là mình chỉ cần, có nghĩa là ở đây nhé các bạn nhá. Các bạn sẽ tạo một cái hàm, một cái class tên là gì ạ? MyConvertible được không? Các bạn sẽ phải tạo nhé, còn đây anh tạo rồi. Ở đây anh tạo rồi còn không bình thường các bạn phải làm gì ạ? Các bạn phải chuột phải ở đây. Các bạn ấn new cái gì các bạn? New ra một class đặt tên là MyConvertible. Được không? Và đây đề bài yêu cầu gì các bạn? Đề bài yêu cầu là MyConvertible nó phải làm gì? MyConvertible do not create this one implement. Nó phải implement từ cái interface convertible để làm gì? Mục đích implement để làm gì nào? Để mình lấy cái hàm ở trong cái đấy. Đúng rồi, mục đích cuối cùng là chỉ để lấy hàm thôi được không? Cái implement này nó không có gì khó cả, mục đích của mình là implement tới cái interface là gì ạ? Convertible để mình lấy hàm thôi các bạn, nó không có gì cả được không? Đấy, khi mà implement xong thì nó sẽ báo cho mình cái lỗi đỏ như này. Và các bạn sẽ ấn vào phần implement OSCF method và các bạn lại code bình thường thôi, nó chả có vấn đề gì cả được không? Nó chả có vấn đề gì cả. Đấy. Ok, và bây giờ việc của mình ấy là câu này là câu 9 điểm và câu 10 điểm, các bạn chỉ cần thực hiện cho hai hàm này là xong. Một hàm tên là toMy, một hàm tên là getCode. Được không? Một hàm tên là toMy, một hàm tên là getCode. Bây giờ các bạn xem yêu cầu của hàm toMy nó yêu cầu cái gì? Đấy thì hàm toMy yêu cầu cái gì các bạn? Là sử dụng convert km đúng không? toM với 1 km sẽ bằng bao nhiêu các bạn? 0,6. Ừ đấy. Được chưa? Thì bây giờ có đơn giản bài này, cái câu 9 điểm này nó có dễ quá không? Có. Ở đây các bạn thấy gì, nó truyền vào là truyền km đúng không? Truyền vào là truyền km và giá trị return ra là giá trị là mét. Đấy thì bây giờ nó truyền x rồi mình return về gì? Return về x nhân với cái đấy. Đúng rồi, chính xác, khoảng là đúng rồi. Câu này nó dễ quá. 9 điểm. Không, câu này dễ quá, câu này anh không nghĩ rơi vào câu 9 điểm, nó dễ quá. Chạy thử đi, các bạn test thử cho anh xem mà chạy được hay chưa, thì các bạn phải chuột phải vào câu Q4 các bạn chạy nhá, vì là không chạy được ở đấy đâu. Đây các bạn nhập cái test case đề bài vào 16.5. Return về 10.25, như vậy là mình đã xong được câu 9 điểm của cái đề này rồi, nó khá là dễ thôi, chẳng có gì cả. Đấy và đây là cái câu tiếp tục, câu test cái 2 mới là câu của Hoàng cơ. Được chưa? Hai bạn xong chưa? Rồi anh ơi. Câu của em là anh chỉ lấy một nửa đầu thôi. Nửa đầu hay là nửa sau thì hay là cả thì nó cũng cái quy tắc nó giống nhau em ạ. Được không? Bây giờ cái gì các bạn? Câu get code này nó yêu cầu cái gì? Đây này, nói chung là mình chả cần phải đọc đề đâu. Có nghĩa là đề bài yêu cầu ấy là bây giờ mình nhập vào một cái chuỗi thì độ dài của nó phải chia cho 3, được không? Và cuối cùng ấy có nghĩa là cái output của đề bài ấy, nó phải như thế này. Anh em mình làm chưa? Rồi. Nhập vào như thế này và thêm một cái dấu gạch ở giữa như này, anh em mình vừa làm hôm trước đúng không? Rồi. Anh ơi, DCP mình được mở cốt cũ ra đúng không? Mở thoải mái em ơi, mở thoải mái, lấy thoải mái, không vấn đề gì hết. Tại vì hôm TC em không mở nên là bây giờ hôm mai lỡ mai cần mở thì phải hỏi trước. Mở thoải mái, không vấn đề gì hết, bạn được dùng tài nguyên trong máy thoải mái. Cái đấy thầy giáo không nhắc ông à? Của TC thầy giáo không nhắc là được dùng à? Không. Đã. Không phải. Mà bây giờ anh bảo các bạn, anh yêu cầu các bạn làm tranh bài này trong vòng 5 phút. Được không? Anh yêu cầu các bạn làm bài này trong vòng 5 phút xong rồi anh sẽ quay lại anh sửa và anh sẽ cải tiến ra một cái đề mới nữa. Rồi, ok ạ. Ok, các bạn làm đi, bạn nào làm xong bảo anh nhá. Anh tạm thời anh sẽ off cam trong vòng tầm 2 phút thôi, 2 phút thôi các bạn. 2 phút thôi. Ok chưa? Ok. Bài này thì thường thường các em sẽ làm như thế nào nhỉ? Đầu tiên là gọi cái string gì giao ra. Đúng rồi, chính xác. Khi mà có sự thay đổi là cứ nên tạo thành một cái biến mới, được không? Sao chưa? Ai xong chưa? Cố lên nào. Ok chưa? Xong chưa nào các bạn? Để em tí anh ơi. Nhớ nhá, nhớ là tối nay có rất là nhiều video đấy, có những rất là nhiều video anh giải những cái đề nâng cao ấy, để giải những câu 9-10 điểm ấy các bạn xem cho anh. Xem cho anh đi, mà thi đạt điểm cao, tài liệu có hết rồi mà còn không ăn được đấy thì thôi. Thế lớp của em có bao nhiêu bạn? 30 bạn đúng không? Lớp 30 bạn anh ạ. Nhưng mà một đứa bọn nó cũng bỏ cuộc lắm rồi. Ôi, em học kỳ trước em có học Java đâu, bây giờ block 5 mới học đây chứ, mà gặp với thầy đọc slide cả buổi luôn, em chả hiểu gì. Em học lần đầu hả em? Ừ vâng, tại vì kỳ trước là đáng lẽ kỳ trước là học Java, sau đấy có chuyện nên là ấy luôn, nghỉ ở kỳ luôn. Bây giờ học block 5. Ui, gặp rồi, không biết okay, thầy. Thôi, thế phải cố gắng thôi, em bây giờ biết sao được. Bây giờ kiến thức Java nó nhiều, tại sao họ đăng ký học block 5? Một quyết định hơi sai lầm. Lại để ông này ông dạy chứ. Rồi rồi, ok nhá. Được chưa? Ai xong chưa? Thôi rồi, để anh làm với các bạn. Đầu tiên là chắc chắn là mình khi mà có sự thay đổi về cái chuỗi thì các bạn cứ khai báo cho anh cái biến string nhá. Biến string s resource bằng resource này. Đấy, bằng rỗng. Và bây giờ mình cũng làm gì? Mình cũng duyệt từ đầu đến cuối cái gì các bạn? Duyệt từ đầu đến cuối cái resource chấm gì ạ? Ừ, đấy, resource chấm len. Đấy, rồi làm gì tiếp? Nào, bây giờ còn nhớ hôm qua mình làm gì không? Nếu mà y cộng 1 làm sao các bạn? Thôi, cái gì giao này nhá, bây giờ nó đang là chưa có gì mà, thì làm sao nó có len được ạ? À nhầm, sorry các bạn, RC nhỏ, RC.len. Nếu mà y cộng 1 mà chia cho 3 ấy, chia cho 3 mà bằng 0 nghĩa là chia hết cho 3 đúng không? Vâng. Thì mình sẽ làm công việc gì? Thì mình sẽ result bằng cộng dồn vào. Đúng rồi, chính xác. Result sẽ bằng result cộng với gì ạ? Vẫn là cộng với gì các bạn? Vẫn là cộng với RC gì ạ? Chấm .hi đúng không? Nhưng mà mình cộng thêm cái gì nữa? Cộng thêm cái dấu gạch ngang ở dưới nữa, đúng không? Còn trường hợp ngược lại là gì ạ? L thì mình chỉ cộng với cái gì thôi? L thì mình cộng với RC thôi. Đúng rồi, chính xác. Và cuối cùng là mình sẽ return về result. Đấy, thì như vậy là hiện tại sắp xong rồi, đúng không? Sắp xong rồi. Bây giờ anh xếp lại anh chạy thử này. Không, nó sẽ bị cái lỗi mà cái chữ cuối cùng vẫn bị ấy, bị ngang ấy. Chính xác, chính xác. Bây giờ anh copy luôn cái chỗ này cho bọn em này. Luôn tất cây này, này. Đấy, bây giờ làm sao để xóa được cái này? Trừ. Thì hôm trước anh thêm điều kiện là gì các bạn nhỉ? Ngoài điều kiện này ra, ngoài điều kiện là chữa cho 3 ra ấy, thì điều kiện của mình là gì các bạn? Và cái gì nữa? Hình như là điều kiện là gì nhỉ? À, khác gì? Rclen. Đúng rồi. Đúng nhỉ? Chấm len hay chấm len trừ 1? Len trừ 1, len trừ 1. Đúng rồi, chấm len trừ 1 mới đúng. Đấy. Có nghĩa là nó không chạy đến cuối thôi đúng không? Chỉ đơn giản nó không chạy đến cuối thôi các bạn ạ, chả vấn đề gì cả. Đấy, như vậy là anh em mình quất được bài này rồi. Bài này ôn lại thôi, chả có vấn đề gì cả đâu. TC bằng gì các bạn? TC2 bây giờ anh cho gấp đôi lên nhá. Đấy. Ngon lành đúng không? Chả vấn đề gì cả. Anh ơi, ok đấy. Em xem lại cái code. Rồi. Được chưa? Cả hai bạn đều xong chưa? Ok rồi anh ơi. Bài này thế bây giờ anh lại làm ngược lại cơ. Anh lại làm ngược lại như này. Thế bây giờ giả sử các bạn nhập một cái chuỗi như thế này mà đấy, nó có dạng như thế này, nó cứ dạng là chia cho 3 xong rồi nó cách như thế này. Và bây giờ anh muốn lấy cái cụm đầu tiên thôi. Không hề giả sử đề bài nó cho mình cái cụm như thế này, và bây giờ đề A đề bài yêu cầu lấy cụm đầu tiên, đề B lấy cụm thứ hai thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Anh nói lại được không anh? Có nghĩa là bây giờ anh muốn lấy cái chữ KCM này ra hoặc là lấy chữ BCC này ra. Được không? Có nghĩa là đề bài input của nó như thế này các bạn này. Một là nó sẽ cho cái bộ như này này. Đấy thì bây giờ anh muốn là đề A thì nó sẽ lấy những cái kết quả, có nghĩa là mình phải return được về cái kết quả trước cái dấu gạch này. À, có nghĩa là bây giờ nhá, có nghĩa là trong string mà nó thể chia cho 3 hoặc chia cho 4 đúng không? Đúng rồi, nó sẽ có dạng như thế này. Thì mình chỉ mình có nghĩa là đầu tiên nhá, nếu mà if y cộng 1 được chia cho 3, sau đấy là mình thì ra kết quả luôn, sau đấy mình break ở đấy luôn. Không. Thế bây giờ giả sử bây giờ anh sẽ thêm chữ L này sao? Anh thêm có nghĩa là nó cứ dạng cân đối như này cơ mà, có nghĩa là nó chỉ cách nhau bằng cái dấu này thôi. Còn lại là nó không yêu cầu là phải nhập 3 này, 4 này, nhập 5. À. Mà nó yêu cầu lấy phần trước cái dấu gạch này. Nào, cái này là nửa đúng không? Thì có nghĩa là nửa. Bây giờ nhá, bây giờ là gì các bạn? Nó chỉ lấy chữ dấu gạch này thôi đúng không? Thì các bạn làm gì ạ? Các bạn chạy từ đầu đến cuối, nếu mà các bạn tìm thấy cái dấu gạch nào ấy thì các bạn dừng lại lấy được vị trí đấy. Đúng không? Có nghĩa là ban đầu nó cho string là như này rồi đúng không anh? Đúng rồi, nó cho dạng như thế này. Và bây giờ các bạn phải lấy cho anh một cái nửa đầu tiên. À. Thì thế thì làm gì, mình cũng duyệt từ đầu đến cuối thôi đúng không? Mình cũng duyệt từ đầu đến cuối này. Và bây giờ anh ít cái gì các bạn? Nếu mà cái name chấm chat đi của anh ấy, à ngoài cái rc ấy, chấm chat đi của anh đúng không các bạn? Chấm chat đi của anh mà bằng với bao nhiêu? Bằng với cái gì? Với ký tự gì nào? Ký tự gạch ngang như thế này thì mình sẽ làm gì? Có phải nếu mà anh tìm thấy ký tự gạch ngang thì anh sẽ lấy trước nó không? Anh sẽ lấy tất cả toàn bộ cái chuỗi trước nó không? Đúng. Đúng chưa? Thì bây giờ nhá, anh sẽ tạo thêm một cái biến index đi. Enter index bằng gì ạ? Bằng 0 đúng không? Bây giờ là gì? Nếu mà anh tìm thấy thằng này, anh sẽ cho index bằng bao nhiêu các bạn? Bằng y là được đúng không? Bằng y hay là bằng y-1 đấy, tùy các bạn. Các bạn thích bằng y cũng được, bằng y-1 cũng được đúng không? Rồi bây giờ thoát vòng for anh sẽ làm gì các bạn? Anh lại duyệt từ đầu đến cuối, nhưng mà từ đầu đến bao nhiêu? Từ đầu đến bao nhiêu thôi? Index. Đúng rồi, đến index thôi đúng không? Đấy, và bây giờ anh mới if này. À anh mới làm gì thôi, anh chỉ làm công việc là gì các bạn? Result sẽ bằng gì? Cộng với gì nào? Char đi. Đúng rồi, RC chấm chạy đi thôi, chính xác chạy đi thôi đúng không? Đấy, nhưng mà bây giờ là thay vì chạy hết mình chỉ chạy index thôi. Đấy, và cuối cùng là mình sẽ return về sau. Đây chính là bài của Hoàng. Đây là cách thứ nhất, cách đơn giản là để các bạn có thể tự suy luận, các bạn làm rất là nhanh. Được không? TC bây giờ anh để là 2 đi. Bây giờ anh nhập cái chuỗi này vào xem là nó có ra kết quả như mình mong muốn hay không. Đúng chưa? Ok chưa? Tiếp tục này, test tiếp cái hai này. Đấy, nhập lại như thế này. Nhập cái dòng này vào thì là ok hay chưa? Được chưa? Như vậy đã xong được bài này chưa? Hoàng ok chưa em? Ok người. Thế bây giờ đề bài nó yêu cầu lấy phần sau thì các bạn có lấy được không? Được. Được đúng không? Thế bây giờ thay vì là chạy từ y bằng 0 thì mình sẽ chạy y từ bao nhiêu? Index. Đúng rồi, index. Index hay là index cộng 1? Hả các bạn? Index anh ơi. Index, nhưng mà index này là vị trí của thằng gì? Có nghĩa là đúng, index cộng 1 anh ạ. Đúng rồi, phải là index cộng 1. Còn thật ra ấy, các bạn cứ thử cho anh đúng không? Index mà không được mà bị thừa thì mình chạy từ bao nhiêu? Nếu mà index mà bị thừa thì mình chạy từ index cộng 1 đúng không? Nếu mà còn bị thừa nữa chạy từ index cộng 2. Đây cách nhanh nhất. Ok chưa nào? Ok. Thế bây giờ đề bài nó thay bằng dấu cách, nó thay bằng dấu cách như này thì có làm được không? Nó thay cái gạch ngang bằng dấu cách này thì có làm được không? Thì thay cái gạch ngang trong cái để thành dấu thành cái cách thôi. Đúng rồi, chính xác. Chép được chưa? Nào? Chép được chưa? Rồi anh ơi. Đấy. Thì ngoài ra các bạn nhé, ngoài ra này nó còn có một cái hàm nó hỗ trợ cho mình như thế này là hàm split. Đúng nhá, bây giờ anh ví dụ nhá. Bây giờ là các bạn chép xong rồi các bạn để đầu này đi, để các bạn lưu lại hoặc tí nữa các bạn xem lại video. Thế anh up video cho. Được không? Thì bây giờ như thế này các bạn này. Bây giờ anh sẽ dùng hàm split để anh cắt cái chuỗi này ra. Thì bây giờ hàm split là hàm gì? Thì bây giờ giả sử anh khai báo ra một cái mảng. Đấy, anh đặt tên là TXT đi. Sẽ bằng cái gì các bạn? Sẽ bằng rc.split. Split ở dấu gì ạ? Ở dấu gạch ngang như thế này. Được chưa? Thì hàm split này, split nghĩa là gì nhỉ Hoàng nhỉ? Huy Hoàng kìa. Đấy, Huy Hoàng nào? Mình hỏi anh split là gì? Hàm split này kiểu nó dùng để chia. Đúng rồi, để tách được chưa? Thì ý nghĩa của hàm này là gì các bạn? Hàm split này là có nghĩa là nó sẽ tách một cái chuỗi thành một cái mảng những cái chuỗi nhỏ hơn. Giống kiểu như bây giờ nhá. Bây giờ giả sử như thế này các bạn. Bây giờ anh có cái chuỗi như này, khi mà anh split ở dấu gạch này có nghĩa là nó sẽ chia hết ra thành, bây giờ thành nó sẽ chia kết quả của anh là gì ạ? KCM, BCC, ABC. Đấy, nó sẽ chia cái chuỗi lớn thành từng cái chuỗi con. Được không? Đấy, split ở dấu gạch thì nó sẽ chia như này này, là nó sẽ lấy đằng trước này, lấy như này này, lấy như này này. Đấy thì đấy là ý nghĩa hàm split, thì mình dùng hàm split cũng được. Bây giờ giả sử các bạn nhá, khi mà anh dùng hàm split xong thì anh ra được một cái mảng TXT như này, và bây giờ anh đề bài yêu cầu là gì ạ? Các bạn lấy cái kết quả là KCM thì các bạn sẽ kết quả của nó bằng cái gì? Bây giờ anh muốn lấy làm KCM ra thì anh sẽ TXT chấm cái gì nào, hay là cái gì nào? Ở đây các bạn lưu cho anh nhé, khi mà nó split, nó tạo ra một cái mảng ấy thì nó sẽ có những phần tử như này các bạn này, K gì ạ? KCM rồi cái gì các bạn nhỉ? BCC này rồi gì ạ? Rồi ABC. Thì như vậy thằng KCM ở vị trí số 0, thằng BCC nằm ở vị trí số 1 và thằng ABC nằm ở vị trí số 2. Đấy thì bây giờ anh muốn lấy thằng KCM ra thì tức là anh lấy ở vị trí số mấy? 0. Đúng rồi, thì đơn giản là gì ạ? Anh có một biến string result sẽ bằng gì nào? Bằng TXT ở vị trí số mấy? Số 0 thôi đúng không? Và cuối cùng là anh cũng return về result. Như vậy là anh cũng làm được công việc này. Đấy thì đây chính là cái hàm ý nghĩa của hàm split các bạn nhé. Nó sẽ tách ở đâu đấy. Đấy tương tự đối với cái thằng này nó cũng tách thành 2 thôi, thằng này thì nó tách thành 2 thôi. Anh xếp lại và chạy thử xem nó như thế nào. Để kiểm soát được hàm split này thì các bạn phải học thêm nhiều bài tập, nó không phải một bài như thế này đâu. Đấy, như vậy anh đã tách được thành customer rồi. Đấy, ok đấy, hiện tại là anh đã xong rồi đấy các bạn. Được chưa, các bạn làm xong hết chưa? Hàm split này nó rất là hay nhá, các bạn lưu ý cho anh nhá, hàm split của mình nó rất là hay. Nhưng mà để kiểm soát được nó, bây giờ anh nghĩ là các bạn hiểu, nhưng mà mong rằng là các bạn sẽ áp dụng được vào bài tập. Đấy, còn nếu mà không áp dụng được thì chứng tỏ là các bạn làm chưa đủ nhiều. Được không? Thì bây giờ mình phải chấp nhận thôi, mình học gấp như thế này thì phải chấp nhận thôi các bạn ạ. Còn nếu mà các bạn được ôn tầm 10 cái đề thì anh nghĩ cái đề thi PE của mình nó không là gì cả. Ok chưa nào? Ok chưa? Ok anh ơi. Giờ thì vẫn đang hiểu. Đấy. Giờ đang hiểu, xem thêm video cho anh. Tất cả những video đều ôn lại những cái thức này của mình. Đấy, còn đấy, nếu mà muốn điểm cao thì xem lại video, còn không thì các bạn phải chấp nhận thôi. Nhá, video nó có hết rồi. Nhất rất là nhiều video khác. Ok nhá, Huy Hoàng ok cho em. Ok anh ơi. Rồi, được rồi thì đấy, thì chắc là hôm nay mình học như vậy thôi. Còn lại các bạn sẽ xem thêm video cho anh. Có cần anh tìm video cho mà anh gửi không? Có anh ơi. Có anh ơi. À, anh cho anh gửi cho em cái code hôm qua luôn anh ơi. Ừ. Tối về anh up lại cái này nhá. Up lại cái video này. Ok, anh up lại cả video này, cả video hôm qua luôn. Đây này, các bạn để cho anh này, ở dưới những cái video cuối cùng này, những cái như một buổi giải đề PE Java này, hay là giải đề PE Java 2020 là cái của mình đang học rồi. Đây này, cái câu mà giải cái đề PE Java siêu khó trên 10 điểm này. Sau video đấy tận 2 tiếng rưỡi lắm anh. Tầm 2 tiếng rưỡi, nói chung là trong cái quá trình anh dạy ấy, các bạn, cái này là anh dạy trên lớp mà, anh record lại video mà. Dạy trên lớp xong record lại nó lâu, ngồi. Nó lâu. Ngồi nó loát, ngồi nó. Bây giờ các bạn cứ xác định cho anh, bây giờ các bạn học, các bạn thi Java, các bạn dành thêm tầm 4 tiếng các bạn xem trong 2 đến 3 video, cái là thật ra nó cũng là kiến thức anh em mình học thôi, nhưng mà các bạn sẽ được ôn lại một cách chi tiết hơn, được không? Đấy, video 47 này nhá. Rồi, để anh tắt record đã, anh tắt present đã.